Cách chăm sóc răng sứ để kéo dài tuổi thọ và có vẻ đẹp tự nhiên. Và các bạn đã từng nghe rất nhiều về chuyện là làm răng sứ phải không? Nhưng mà cách chăm sóc như thế nào để chúng ta có một chiếc răng sứ khỏe mạnh và à, đẹp một cách tự nhiên. Nhiều người hay nói với bác sĩ cường là ôi làm răng sứ thì hôi miệng lắm, làm răng sứ thì ê buốt lắm. Quá. Cái gì vậy? Bác sĩ thật sự bất ngờ về những cái thông tin như vậy vì bản chất của làm răng sứ là để khôi phục lại cái phần răng mà à, bị yếu bị hỏng hoặc là bị mất đó mới chính là giá trị nguyên gốc của việc làm răng sứ nên là khi mà nghe những cái thông tin như vậy thì bác sĩ thật sự là hoang mang liệu rằng à, các bạn đã chăm sóc răng sứ đúng cách liệu rằng các bạn đã được làm chỉ định một cách đúng cách chưa và chỉ định thì là do của các bác sĩ chuyên mưa ra đưa ra nhưng cách chăm sóc là của bạn và sau đây thì bác sĩ cường xin giới thiệu với các bạn ba cách rất là đơn giản tại nhà để các bạn có một cái nụ cười răng sứ được bền vững và đẹp một cách tự nhiên nhé đầu tiên đương nhiên rồi đó là cách chải răng và cách làm sạch bằng chỉ tơ nha khoa rất nhiều người nghĩ là có răng sứ thì sẽ không cần phải đánh răng một cách đều đạn nữa vì là răng sứ thì nó rất là sạch sẽ phải không? Nhưng uh, răng sứ thì chúng ta cần phải đánh răng một cách chu đáo, kỹ lưỡng như là răng thật vậy. Nhưng với bàn chải lông mềm mọi người nhé, với bàn chải lông mềm. Tại vì sao? Vì cái phần lợi, cái phần nha chu của chúng ta, cái phần răng sứ của chúng ta, chúng ta phải cần chăm sóc một cách hết sức là nhẹ nhàng, tinh tế. Chúng ta sẽ cần sử dụng bàn chải lông mềm 3 tháng một lần để giúp cho chúng ta có một hơi thở thơm mát yếu tố thứ hai, yếu tố mà chúng ta sử dụng bàn chải đánh răng lông mềm kết hợp với chỉ tơ nha khoa và nước súc miệng, nó sẽ giúp hỗ trợ ba trong một. Khi mà bạn sử dụng chỉ tơ nha khoa sẽ lấy sạch được các cái thức ăn mảng bám mà chúng ta sau khi mà lắp răng sứ xong. Khi mà chúng ta sử dụng bàn chải đánh răng sẽ giúp sạch các cái phần kẽ răng. Còn khi mà chúng ta sử dụng thêm nước súc miệng nữa thì sẽ giúp cho làm sạch sâu vào các kẽ răng. đấy ngoài ba phương tiện trên thì các bạn nên sử dụng thêm một thứ mà vô cùng hiệu quả khi mà chúng ta làm răng sứ đó là tăm nước tăm nước là một trong những cái cứu cánh tăm nước là một trong những cái công cụ cứu cánh cho cái việc mà làm sạch uh, các cái bề mặt kẽ răng mà bàn chải không thể len lỏi được vào uh, chỉ tơ nha khoa khó đưa và nước súc miệng uh, không làm sạch hết đó chính là tăm nước yếu tố thứ ba đó là chúng ta cũng nên hạn chế những cái đồ ăn quá nóng hoặc quá lạnh những cái đồ ăn mà có màu Tất nhiên những cái đồ ăn có màu này không ảnh hưởng quá nhiều đến màu của răng sứ nhưng những cái đồ ăn có màu này thường là được pha chế từ phẩm màu những cái đồ ăn quá nóng hoặc quá lạnh thì sẽ gây ê bút răng và những cái yếu tố đấy đều có thể ảnh hưởng không tốt đến phần chân răng của các bạn và ảnh hưởng đến cái phần lợi xung quanh nó sẽ khiến cho uh, phần lợi của chúng ta dễ bị sưng đỏ dễ bị viêm nhiễm vô hình chung nó sẽ ảnh hưởng đến phần răng thật của chúng ta nên làm răng sứ là để bảo vệ răng thật nhưng chúng ta cũng cần chăm sóc chính những chiếc răng thật chúng ta để có một cái chân răng ổn định và bền vững nhá. Tiếp theo mà bác sĩ Cường muốn nhắc mọi người đó chính là hãy thăm khám định kỳ. Nhiều người nghĩ là làm răng sứ thì chúng ta sẽ không cần phải tái khám quá nhiều. Như nhiều khách hàng bác sĩ Cường, ôi bác sĩ làm đẹp quá nên là chị quên mất là phải quay lại 6 tháng một lần. Nhưng mà cái việc mà chúng ta không quay lại 6 tháng một lần này sẽ ảnh hưởng đến cái phần răng thật của chúng ta. Việc mà chúng ta chăm sóc bảo dưỡng răng đó cũng là vô cùng quan trọng các bạn nhé, vì uh, bác sĩ cũng sẽ phát hiện ra những cái bất thường, những cái vấn đề mà có thể gặp phải trong cái quá trình ăn nhai các bạn, hoặc là những cái nguy cơ tiềm ẩn trong tương lai. Ví dụ như nhiều người hay bị nghiến răng buổi đêm chẳng hạn, hoặc uh, nhiều người có những cái thói quen kỳ lạ như là hay ngậm đá, thì qua cái quá trình thăm khám thì bác sĩ cũng sẽ À, nhắc nhở và à, sẽ có những cái lưu tâm cho mọi người để có cái sự chăm sóc à, răng sứ một cách tốt nhất. Và đương nhiên rồi, chúc cho các bạn đã làm răng sứ rồi có một cái nụ cười tỏa sáng và có một cái hàm răng sứ đẹp tự nhiên một cách bền lâu nhất có thể nhé. Và nếu các bạn còn bất kỳ thắc mắc gì thì hãy nhắn tin cho bác sĩ Cường qua số điện thoại là tám và hãy nhớ đăng ký kênh của bác sĩ Cường để đón chờ thêm nhiều video tiếp theo về răng sứ. Xin chào và hẹn gặp lại.